Hello tất cả các tình yêu, hôm nay chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Ken Nguyễn. Hôm nay mình đi ra trời lạnh nhưng mà có mấy người ông anh đồ ở bên Las Vegas, bên các tiểu bang khác qua chơi, cho nên hôm nay mình quay qua Las Vegas quay cho các bạn. Bên nào? Này đi qua. Đây Las Vegas về đêm nha các bạn. Này hôm nay có mấy ông anh mình xuống chơi đây. Đây mấy anh của mình bên mấy bạn khác qua chơi. Này mình sẽ giới thiệu cho các bạn Las Vegas. Thiên đường tội lỗi. Đó trời lạnh nhưng mà người ta vẫn đi đông nè. Dạ đi quanh đó. Ủa hả trời chồng kia đâu? Mà nhóc đâu có mang giày, lạnh quá nó đi vô lại trong khách sạn rồi. Đi quanh đây cũng đi vô mò ấm rồi. Dạ được. Rồi đi thôi. Anh lại phim hết không? Không em quay phim, em làm thôi. Em làm channel. Yeah, trời lạnh. Chỉ có ba mấy đồng ép thôi nhưng mà chúng ta đi vận động nha mọi người. Bự không ai bước vô một cái mò khác nữa nha mọi người. Cosmo khách sạn mắc nhất ở Las Vegas. Rồi tham quan đi nha bà con.
vô đi. Rồi giờ đây ổng lên rồi.